Nguyên liệu để làm món này cũng khá là đơn giản. Chúng ta chuẩn bị ếch, ếch tươi, cà xanh. Cái này các bạn chọn quả non thì sẽ mình xào sẽ ngon hơn. Rang gia vị bao gồm lá lốt, tía tô, hành lá và mùi tàu. Ngoài ra thì có hành tăm và chuẩn bị một ít nghệ. Chúng các bạn cùng mình bắt tay vào chế biến món này nhé. Cà thì chúng ta sẽ cắt và ngâm qua nước muối. Các bạn cho một ít muối vào để ngâm cà khỏi bị chát và không bị đen. Chúng ta cắt bổ dọc cà. Các bạn chọn cà này non ấy thì ăn sẽ ngon hơn. Quả nào già thì các bạn bỏ ra. Nó non như thế này là ngon. Mình ngâm cà trong tầm 5 phút. Các bạn vớt ra rửa sạch. Cà các bạn ngâm trong tầm 5 đến 10 phút. Cho nó không bị chát và cả nó sẽ trắng cà hơn ấy. Mình vớt ra rửa sạch. Nước sôi cho một ít muối vào. Chúng ta cho cà vào trần qua. Trần sơ cho ra. Mình sẽ trần cà với nhiều nước và cho một chút muối vào thì cà sẽ xanh. Đó, có màu xanh như thế này. Thì một nửa mình sẽ bằng nhỏ ướp vào đây và một nửa lát nữa mình sẽ phi cùng dầu cho nó có một chút. Mình sẽ ướp vào đây. Một chút súp. Mình chín. Tiêu. Nước mắm. Ta trộn đều lên. Mình sẽ ướp trong vòng 15 phút cho nó thấm hết gia vị.
hành tâm. Mình sẽ chi hành tâm cho nó thơm. Hành tâm vàng chúng ta sẽ cho ớt vào, đảo đều tay. Mình cho ớt vào. Mình đảo ớt đã chín rồi, mình cho cà vào nhé. Cho cà vào. Sau khi đảo cà và ớt đã chín rồi, chúng ta nêm nếm gia vị đồ ăn. Sau đấy chúng ta sẽ bỏ các loại rau gia vị vào. Đảo nhanh tay và tắt bếp. Món cà mình đã chế biến xong rồi, bây giờ chúng ta cho ra đĩa để thưởng thức. Okay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn thực hiện món ăn này thành công nhé.